Ôi trời ơi, thôi chết rồi. À, chưa vỡ à? Thả phát nữa. Ồ, chưa vỡ à? Chưa vỡ à? Oppo vừa mới giới thiệu ra bộ đôi Oppo A3 và Oppo A3X. Thì như mình đang có trên tay ở đây, đó chính là cái chiếc Oppo A3 các bạn nhé. Với mức giá tầm phân khúc 5 triệu. Thì không biết rằng là em này có xứng đáng để mà chúng ta bỏ tiền ra mua hay không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video để tìm hiểu nó nhé. Đầu tiên nếu mà nói về mặt thiết kế thì nhìn chung cả mặt trước mặt sau của em này có một thiết kế tương đối ok. Phần mặt lưng thì tất nhiên rất là đẹp rồi. Nhưng sang đến cái phần mặt trước thì chúng ta sẽ thấy là cái cầm dưới của nó hơi dày. Đấy, nếu mà xét ở trong cái tầm tiền khoảng 5 triệu như thế này thì nó chưa thật sự là hợp lý lắm nha. Cảm giác cầm nắm của con này thì nó rất là nhẹ, chỉ khoảng 185-86g thôi. Và chúng ta sẽ có một cái độ mỏng cực kỳ tốt, chưa đến 8mm nữa. Dù là nó đi theo cái form thiết kế phẳng, tuy nhiên thì những cái điểm tiếp xúc kiểu như là màn hình, khung viền và mặt lưng nó có những cái góc bo cong rồi, cho nên là cảm giác cầm nắm cũng khá là dễ chịu. Nhưng hơi khó hiểu đó chính là xét lên tới cái tầm tiền khoảng 5 triệu như thế này, cái chiếc Oppo A3 nó chỉ có màn hình là độ phân giải HD thay vì là Full HD. Thật sự là mình thấy rất là đáng tiếc luôn. Và tấm nền của nó sẽ là IPS LCD chứ không phải là AMOLED như là một vài đối thủ khác. Chất lượng hiển thị thì nó sẽ nằm ở một cái mức gọi là tầm trung bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà có một điểm hơi khó hiểu đó chính là độ sáng màn hình của con này lại khá cao, lên tới là 1000 nits các bạn nhé. IPS LCD có độ sáng lên tới là 1000 nits. Và công nhận rằng là khi mà mình ra ngoài trời ấy, độ sáng 1000 nits này nó phát huy được nha. Xem nó khá là rõ chứ không phải đùa đâu. Mình rất là ngạc nhiên với một tấm nền IPS LCD ở thời điểm hiện tại mà có độ sáng lên tới là 1000 nits. Với tấm nền AMOLED thì chúng ta sẽ thấy rằng là độ sáng 1000 nits nó là điều rất là bình thường rồi, chuyện cơm bữa đi đâu cũng gặp. Nhưng mà đối với lại độ sáng 1000 nits trên một cái tấm nền IPS LCD thì nó thật sự rất là hiếm và nó rất đặc biệt ấy. Và cái con Oppo A3 này nó làm được. Và ngoài ra thì con này nó sẽ có cái tiêu chuẩn kháng nước là IP54 này, đạt tiêu chuẩn độ bình quân độ Mỹ này. Cho nên mình nghĩ cái việc mà Oppo quyết định trang bị một cái tấm nền IPS LCD ấy thì nó sẽ là một cái điểm gọi là bắt buộc phải có, tại vì là thiết bị này nó đánh vào cái phần đó chính là dành cho những người cần yếu tố bền bỉ. Và nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao nó chỉ được trang bị tấm nền IPS LCD? Tại vì khi các bạn nhìn vào thông số, những gì mà Oppo cũng tập trung, chúng ta sẽ thấy đạt tiêu chuẩn độ bền quân địa Mỹ STD810G này, rồi là chúng ta sẽ có chuẩn kháng nước IP54. Tức là nó sẽ thiên về cái mức độ bền bỉ, thì tấm nền IPS LCD nó sẽ bền hơn so với AMOLED khi mà va đập hay là rơi rớt chứ, đúng không nào? Đấy, cho nên là thành ra đây mình thấy là một điểm hợp lý. Và quan trọng nhất là gì? Độ sáng của cái màn hình IPS LCD này nó lên tới là 1000 nits, rất là khủng khiếp, rất là sáng luôn. Còn về hiệu năng thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị một con chip đó chính là Snapdragon 6S Gen 1. Thì nó cũng giống như là những cái phiên bản S khác, nó sẽ yếu hơn so với lại những con chip bình thường. Tức là nó sẽ yếu hơn so với Snapdragon 6 Gen 1. Đấy, thì các bạn lưu ý giúp mình điều đó. Và hiệu năng của con này thì nó sẽ ngang bằng với lại Snapdragon 662, Snapdragon 665. Và đây cũng là một hiệu suất không phải là quá mạnh nếu mà xét ở trong cái tầm tiền này. Đấy, còn về option bộ nhớ thì cực kỳ thoải mái, với RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB rồi. Và trong tầm tiền này thì Oppo A3 nó cũng sẽ không có lo kép luôn. Còn về phần camera thì nó sẽ có một cái cảm biến chính là 50MP. Tuy nhiên thì mình đánh giá nó cũng chỉ sẽ ở mức là tầm khá thôi. Nó sẽ không có quá là ấn tượng nếu mà xét ở trong tầm tiền này như mọi khi. Mà Oppo vẫn làm rất tốt về khoảng camera. Thường thì như chúng ta sẽ thấy là Oppo sẽ cho chúng ta một cái khả năng chụp ảnh rất tốt ở trong tầm tiền. Tuy nhiên thì chiếc máy này nó không hẳn là được như thế các bạn nhé. Kèm với đó là chúng ta sẽ có đó chính là một viên pin với dung lượng là 5100mAh, hỗ trợ công suất sạc nhanh là 45W, thì cũng là công suất sạc khá là cao xét ở trong phân khúc giá này rồi. Nhìn chung là combo sạc và pin thì rất ổn cho cái chiếc Oppo A3. Nhưng mình sẽ có một cái đề xuất khác cho các bạn, đó chính là về việc thay vì mua cái chiếc máy này thì hãy mua cái chiếc Oppo A3X. Nó gần như có cái thông số tương tự nhưng mà nó sẽ có một cái mức giá rẻ hơn, chỉ tầm khoảng 3,5 triệu thay vì là 5 triệu như cái chiếc máy này. 3,5 triệu thì chúng ta vẫn sẽ có là gì? Pin 5100 này, sạc 45W này, đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ STD810G này, chuẩn kháng nước IP54 này. Đấy, thì đây là bốn cái điểm mà mình đánh giá rất cao cái chiếc Oppo A3X nếu mà xét trong tập tiền này. Chưa kể nó có một cái màn hình IPS LCD có độ sáng lên tới là 1000 nits. Thiết kế thì khi mà đưa về tầm 3,5 triệu thì nó rất là đẹp rồi. Oppo A3X gần như ngoại hình của nó không có khác biệt gì so với lại Oppo A3. Thì đối với lại tầm tiền 3,5 triệu của Oppo A3X, chúng ta sẽ có RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Thì nếu như mà nó thiếu về mặt bộ nhớ
chúng ta vẫn có thể mở rộng bằng thẻ nhớ hỗ trợ lên tới là 1TB. Nên là những bạn nào đang quan tâm về cái bộ đôi này, đang cần một cái chiếc máy bền bỉ có mức giá siêu rẻ, thì hãy lựa chọn cái con Oppo A7X, nó sẽ hợp lý hơn. Còn không, nếu như các bạn muốn có một option RAM ROM nó cao hơn, 8/128GB và camera nét hơn lên tới 50MP, thì Oppo A3 nó sẽ là cái sự lựa chọn phù hợp hơn rồi. Đấy, và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong video ngày hôm nay. Còn bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.